Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Quốc hội đã dành cả ngày để thảo luận góp ý tại hội trường về dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi. Đề xuất tăng khung giờ làm thêm, tức là số giờ làm việc tối đa trong một năm mà doanh nghiệp được phép yêu cầu người lao động thực hiện, đã trở thành chủ đề nóng nhất trong phiên họp. Và theo quy định hiện hành thì giờ làm thêm tối đa là 300 giờ một năm. Còn theo dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi thì thời gian được nâng lên tối đa là 400 giờ một năm. Và các đại biểu đã có những ý kiến trái chiều về đề xuất này. Một số ý kiến đại biểu cho rằng tổng số giờ làm thêm theo thỏa thuận của Việt Nam là từ 200 đến 300 giờ một năm, thậm chí thấp khoảng gần một nửa so với các quốc gia đang cạnh tranh với Việt Nam như Bangladesh, Trung Quốc hay Hàn Quốc. Kết quả khảo sát mới đây của Tổ chức Lao động Quốc tế đã xác nhận 99% các hợp đồng lao động ngoài giờ ở nước ta là có sự thỏa thuận tự nguyện của cả hai bên, phản ánh một thực tiễn tăng giờ làm thêm hơn 300 giờ là yêu cầu của cuộc sống và phù hợp với lợi ích của cả người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ quan điểm không đồng tình với ý kiến này. Nói đến tự nguyện, chúng ta nghe từ đâu? Nếu nói rằng nghe từ người lao động mà nói tự nguyện, tôi lấy làm lạ. Nhìn vào cuộc sống thực tế của người công nhân, hãy nhìn vào những đứa trẻ mà cha mẹ của họ phải gửi về quê. Có người mẹ, người cha nào muốn xa con mình hay không? Thực tế, mức lương của người lao động Việt Nam hiện nay còn thấp. Bởi vậy, nhiều người buộc phải làm thêm để tăng thu nhập, đảm bảo cuộc sống cho gia đình. Có thể cho phép mở rộng khung thỏa thuận làm thêm giờ trong năm lên 400 giờ. Điều quan trọng là cần phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, các chế tài xử lý vi phạm để việc thỏa thuận làm thêm thật sự là sự tự nguyện của người lao động. Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh phân tích, làm thêm giờ không có nghĩa là năng suất lao động tăng.